Xin chào tất cả các em học sinh thân mến. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành để cùng tìm hiểu một nội dung kiến thức liên quan đến chuyên đề cơ học của chương trình vật lý lớp 8. Và chủ đề ngày hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu liên quan đến đó chính là những cái bài dạng bài tập về vận tốc cũng như là tính vận tốc trung bình. Thì trước hết chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua lại những cái nội dung kiến thức chính sẽ bao gồm trong phần này. Thứ nhất, các bạn cần nhớ cho cô về công thức tính vận tốc. Công thức tính vận tốc sẽ là V bằng S chia cho T. Đầu tiên thì chúng ta cần hiểu là vận tốc có ý nghĩa là gì ạ? Thì vận tốc sẽ cho chúng ta biết được cái mức độ nhanh hay là chậm của chuyển động. Và nó dùng để so sánh các chuyển động với nhau. Ví dụ như là bạn A có vận tốc đi là lớn hơn bạn B chẳng hạn, thì chứng tỏ là bạn A sẽ đi nhanh hơn bạn B. Ngoài ra thì ở đây các bạn cần lưu ý cho cô về các đại lượng có trong cái công thức trên. Do vận tốc cho chúng ta biết được cái mức độ nhanh hay chậm của chuyển động và sẽ được xác định bởi đó chính là cái quãng đường mà vật đi được trên cái thời gian đi hết quãng đường đó. Vậy nên vận tốc sẽ được tính bởi công thức là V bằng S chia cho T. Trong đó S là quãng đường mà vật đi được, T là thời gian mà vật đi hết quãng đường đó. Thì ở đây chúng ta có thể thấy là do vận tốc nó phụ thuộc vào cái quãng đường đi được và thời gian, nên đơn vị của vận tốc cũng sẽ phụ thuộc vào đơn vị của quãng đường và đơn vị của thời gian. Giả sử như là quãng đường cô tính theo km và thời gian tính theo giờ, thì vận tốc của cô sẽ có đơn vị là km trên giờ. Ngoài ra thì nếu quãng đường cô tính bởi đơn vị là mét, thời gian tính là giây, thì vận tốc sẽ có đơn vị là gì các em nhỉ? À đúng rồi, sẽ có đơn vị là mét chia cho giây. Vì vậy, khi chúng ta làm những cái bài tập liên quan đến vận tốc thì các bạn hãy chú ý cho cô về đơn vị của nó để chúng ta không bị nhầm, được chưa? Chúng ta sẽ phải sao cho những cái đơn vị của chúng là đồng nhất với nhau. Tiếp theo, chúng ta cũng đã nghiên cứu về những cái dạng chuyển động. Loại chuyển động đó chính là chuyển động đều và chuyển động không đều, đúng không ạ? Ví dụ như là bây giờ cô sẽ nhắc lại về chuyển động đều trước. Giả sử bạn An đi từ điểm A đến điểm B với vận tốc bằng là đi xe máy 30 km/h chẳng hạn, suốt cái quãng đường AB, thì chứng tỏ rằng ở trên cái quãng đường AB này, đây chính là chuyển động đều do là vận tốc của nó không đổi theo thời gian. Nhưng các bạn hãy lưu ý cho cô, nếu từ B bạn An tăng tốc với vận tốc V, sau cô ký hiệu là V phẩy, bằng 40 km/h chẳng hạn, thì lúc này nếu chúng ta xét cái quãng đường AC thì do vận tốc của bạn An là đã thay đổi, nên là ở quãng đường AC này đây chính là chuyển động không đều. Do là vận tốc đã có sự thay đổi trong suốt cái quá trình mà bạn chuyển động, nên người ta để đặc trưng cho cái mức độ nhanh hoặc chậm của bạn đó trong cái quãng đường này, thì người ta đã đưa ra một cái đại lượng mới, đó chính là vận tốc trung bình. Vận tốc trung bình, để cho người ta biết được là vận tốc trung bình của bạn đó trên cả quãng đường AC là bao nhiêu. Và công thức tính vận tốc trung bình sẽ là bằng tổng quãng đường mà bạn đi được, tổng quãng đường mà bạn đi được chia cho tổng thời gian. Tức là ở trong cái ví dụ mà cô vừa đưa ở đây thì tổng quãng đường bạn đi được sẽ phải là gì ạ? Đây là vận tốc trung bình, nhưng mà phải trên đoạn nào nhá? Thì cô đang xét vận tốc trung bình trên đoạn AC thì sẽ phải bằng tổng quãng đường chính là đoạn AB cộng đoạn BC chia cho tổng thời gian, tức là thời gian đi đoạn AB cộng thời gian đi đoạn BC. Được chưa ạ? Thì ở cái phần này cô nhận thấy là rất là nhiều bạn nhầm lẫn giữa vận tốc trung bình với là
trung bình cộng của vận tốc thì các bạn lại tính vận tốc trung bình như thế này. Các bạn lại tính là vận tốc trung bình bằng V1 cộng với vận tốc trên đoạn AC, xong các bạn cộng với vận tốc trên đoạn BC, rồi các bạn chia cho 2. Như vậy có đúng hay không? Như vậy là sai các em nhé. Các em tuyệt đối không tính vận tốc trung bình bằng cách lấy trung bình cộng của vận tốc trên từng đoạn như vậy. Như vậy là không đúng. Được chưa? Thì ở cái phần này thì các bạn lưu ý cho cô như vậy thôi. Thì ngoài ra thì cũng có trong cái quá trình mà cô đã dạy thì cũng có bạn hỏi là thế đây là vận tốc trung bình trên cái quãng đường trên chuyển động không đều, vậy thì ở chuyển động đều có vận tốc trung bình hay không? Thì các bạn lưu ý cho cô, chúng ta hãy bám sát vào cái khái niệm nhé. Đều. Do vận tốc của vật là không đổi thời gian. Đúng. Cái quãng đường AB này của cô, vận tốc luôn luôn là 30 km/h. Vậy nên dù chúng ta có tính vận tốc trung bình ra thì nó cũng ra cái giá trị là 30 km/h. Và nó cũng chính là bằng cái giá trị vận tốc tức thời tại mỗi thời điểm. Được. Vì vậy thì ở đối với những cái bài tập mà người ta xét những cái quãng đường chuyển động đều thì người ta không dùng đến cái khái niệm là vận tốc trung bình, mà người ta sẽ nói luôn đấy chính là vận tốc của vật trên cái quãng đường chuyển động đều đó. Thì trên đây là toàn bộ những cái nội dung kiến thức liên quan đến phần vận tốc cũng như là vận tốc trung bình trên một quãng đường chuyển động không đều. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vận dụng những cái kiến thức này để giải quyết các dạng bài tập liên quan đến. Các bạn hãy quan sát cho cô câu đầu tiên. Câu 1, hãy sắp xếp các vận tốc sau theo thứ tự từ nhỏ đến lớn. Vận tốc của tàu hỏa là 54 km/h, vận tốc của chim đại bàng 24 m/s, vận tốc âm thanh 340 m/s, vận tốc bơi của một con cá 6000 cm/s, vận tốc quay của trái đất quanh mặt trời 108000 km/h. Thì trước khi chúng ta có thể sắp xếp được những cái vận tốc này thì đầu tiên các bạn hãy nhớ cho cô là chúng ta chỉ có thể sắp xếp khi mà các đơn vị của vận tốc đã đưa về cùng một đơn vị. Chúng ta thấy nhận xét thấy là vận tốc trong bài số 1 các đơn vị là chưa được đưa về giống như nhau, đúng không ạ? Cái thì km trên giờ, cái thì mét trên giây. Vậy nên trước khi so sánh, bước đầu tiên chúng ta cần làm đó chính là đưa các đơn vị của vận tốc về cùng một đơn vị. Và cô sẽ chọn đơn vị cô cần đưa về, đó chính là mét trên giây. Trước hết chúng ta sẽ tóm tắt đã. Cô gọi vận tốc của tàu hỏa là V1, 54 km/h. Vận tốc của chim đại bàng V2, 20 m/s. Vận tốc âm thanh V3 là 340 m/s. Và vận tốc bơi của một con cá V4, 6000 cm/s. Vận tốc quay của trái đất quanh mặt trời 108000 km/h. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau là đổi các giá trị vận tốc là V1, V4 và V5 sang đơn vị là mét trên giây, đúng không ạ? Vì V2 và V3 đã có đơn vị là mét trên giây rồi. Trước hết chúng ta sẽ đổi V1. V1 thì bằng 54 km/h. 54 km/h, muốn đổi sang km trên giây, đổi sang mét trên giây thì các bạn hãy đổi cho cô là từ km đổi sang mét. 1 km thì bằng 1000 m, 1 giờ thì bằng 3600 giây, đúng ạ? Nên ở đây chúng ta sẽ được là 54 × 1000 chia cho 3600, thì ở đây cô sẽ rút gọn là bằng 1/3.6 và đã được đơn vị là mét trên giây. Thì đây các bạn có nhận xét gì cho cô? Chúng ta thấy là muốn đổi từ km trên giờ sang mét trên giây, ta cần phải có thao tác đó chính là chia cho giá trị nào đấy ạ? À đúng rồi, chia cho giá trị 3.6. Vậy nên từ đây cô rút ra được một cái quy tắc mà các bạn cần nắm được cho cô, tức là khi mà chúng ta đổi, muốn đổi từ đơn vị km trên giờ sang mét trên giây thì
thì các bạn hãy lấy cho cô cái giá trị km/h đó chia cho 3,6. Và ngược lại, muốn đổi từ đơn vị m/s sang đơn vị là km/h thì các bạn hãy nhân cho cô cái giá trị m/s đó với 3,6. Và con số 3,6 này chính là cái con số mà các bạn cần phải nhớ cho cô. Được chưa? Thì tại sao cô muốn là các bạn nhớ cho cô cái quy tắc này? Vì cô nhận thấy là trong rất là nhiều các bài toán vật lý thì người ta đòi hỏi là các bạn phải biết vận dụng cũng như là đổi được cái đơn vị từ km/h sang m/s hoặc là m/s sang km/h. Chúng ta sẽ bắt gặp rất là nhiều trong các bạn dạng bài tập đó. Khi mà các bạn nắm được cái quy tắc này thì chúng ta sẽ giảm được đáng kể cái thời gian để đổi. Tiếp theo chúng ta sẽ đổi với V4. V4 bằng 6.000 cm/phút. Đúng ạ. Thì bây giờ chúng ta sẽ đổi. Đây, cô sẽ viết xuống dưới cho dễ nhìn. cm/phút thì bằng 6.000 này. Cm đổi sang mét thì bằng 0,01 m. Chia cho phút đổi sang giây thì bằng 60 giây. Và ở đây chúng ta sẽ ra được là lấy 6.000 nhân 0,01 chia cho 60 và được đơn vị là m/s. Đến đây thì các bạn sẽ nhân cho cô 6.000 nhân 0,01 chia 60 và bằng 1 m/s. Và ở trên chúng ta cũng chưa chia đúng không? Thì các bạn hãy chia cho cô nhé. Ta sẽ lấy 54 chia 3,6 và bằng 15 m/s. Tiếp tục ta sẽ đổi với tốc quay của trái đất, tức là V5 bằng 108.000 km/h. Thì muốn đổi sang m/s thì bây giờ chúng ta có cần phải thao tác như ban đầu nữa không ạ? Giống như V1 nữa hay không? Ta đã có được cái quy tắc rồi thì muốn đổi từ đơn vị km/h sang m/s thì các bạn hãy lấy cái giá trị km/h đó chia cho 3,6. Đây sẽ ra được 30.000 bằng 30.000 m/s. Rồi. Thì sau khi đã các vận tốc đã được đưa về cùng một đơn vị thì bây giờ chúng ta sẽ so sánh. Ta nhận thấy V4 là nhỏ nhất đúng không ạ? V4 nhỏ hơn do nó có giá trị là 1 m/s. Nó sẽ nhỏ hơn bao nhiêu? Nhỏ hơn 15 m/s, tức là V1. Tiếp tục V1 lại nhỏ hơn V2, đây là 24 m/s. V2 lại nhỏ hơn V3 là 340 m/s. V3 nhỏ hơn V5 là 30.000 m/s. Chưa? Và đến đây thì chúng ta đã so sánh được các giá trị vận tốc của các đối tượng trên. Thì cuối cùng thì các bạn sẽ kết luận cho cô dựa trên những cái yêu cầu của đề bài thì V4 tương ứng với vận tốc gì thì chúng ta sẽ phải giải thích rõ ra. Thì chúng ta sẽ kết luận là vận tốc bơi của con cá nhỏ hơn vận tốc của tàu hỏa. Vận tốc của tàu hỏa thì nhỏ hơn vận tốc của chim đại bàng. Vận tốc chim đại bàng nhỏ hơn vận tốc âm thanh. Và cuối cùng là nó nhỏ hơn là vận tốc quay của trái đất quanh mặt trời. Được chưa? Thì cô mong rằng là với những cái chia sẻ của cô thì các bạn sẽ thuần thục trong cái việc là đổi các đơn vị của vận tốc với nhau để chúng ta còn không bị nhầm lẫn đối với dạng bài này nữa. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chuyển tiếp sang các dạng bài tiếp theo. Các bạn quan sát cho cô bài tập số 2. Hai người đạp xe, người thứ nhất đi quãng đường là 240 m hết 1 phút. Thì cô gọi quãng đường người thứ nhất đi được là S1. Chúng ta đầu tiên sẽ tóm tắt. S1 bằng 240 m. Thời gian mà người thứ nhất đi được là T1 bằng 1 phút. Người thứ hai đi quãng đường 8 km hết 0,5 giờ, tức là S2 bằng 8 km, T2 bằng 0,5 giờ. Câu A, người ta hỏi là người nào đi nhanh hơn?
ai nhanh hơn. Và câu B thì người ta hỏi là nếu hai người cùng khởi hành một lúc và đi cùng chiều thì sau 20 phút hai người cách nhau bao nhiêu km? Tức là hỏi cái vị trí delta S bằng bao nhiêu, đúng không ạ? Rồi, đầu tiên các bạn nhìn cho cô câu A. Người ta hỏi là so sánh xem ai đi nhanh hơn. Thì muốn có thể biết được ai đi nhanh hơn thì chúng ta sẽ so sánh cái giá trị vận tốc của hai người đó với nhau. Người nào mà có vận tốc càng lớn thì chứng tỏ người đó đi càng nhanh. Vậy để có thể so sánh được vận tốc thì ở số 2 này các bạn hãy tính cho cô vận tốc của từng người. Nhớ cho cô tính vận tốc T bằng S chia cho T. Và ta sẽ áp dụng với từng đối tượng. Đầu tiên ta sẽ tính bài làm. Đầu tiên ta sẽ tính vận tốc của người thứ nhất. Đúng không ạ? V1 bằng S1 chia cho T1. Thì đầu tiên các bạn muốn có thể so sánh được vận tốc thì chúng ta đã nhớ là ta phải đưa về cùng một đơn vị. Cô muốn đưa về đơn vị km trên giờ. Thì đây ta thấy S2 và T2 đã là có đơn vị là km và giờ rồi, đúng không? Nên ta sẽ đổi cái thằng S1 này ra. Mét đổi sang km thì chia cho 1.000 thì đây sẽ là 0,24 km. 1 phút sẽ bằng 1/60 giờ. S1 sẽ là 0,24 chia cho T1 là 1/60. Tức là 1/60 thì ta sẽ nhân đảo ngược lên thì bằng 0,24 nhân 60 bằng 14,4 km/h. Rồi, tiếp tục ta sẽ tính vận tốc của người thứ hai. Vận tốc của người thứ hai là V2 sẽ bằng S2 chia cho T2 và bằng S2 là 8 km chia T2 là 0,5 thì đây là bằng 16 km/h. Thì đến đây các bạn thấy là vận tốc của chúng ta đã đưa về cùng đơn vị, vậy đã có thể là so sánh với nhau chưa ạ? Rồi, đúng không? Ta lại thấy là V2 lớn hơn V1 nên ta sẽ suy ra được là người thứ hai đi nhanh hơn người thứ nhất. Đi nhanh hơn. Chưa? Tiếp tục đến câu B. Nếu hai người khởi hành cùng một lúc, cô giả sử là hai người, đây là V1, đây là người 2 V2, khởi hành cùng tại điểm A và đi cùng chiều thì sau 20 phút hai người cách nhau bao nhiêu km? Để có thể tính được khoảng cách của hai người thì trước hết các bạn sẽ tính là từ điểm A này người 1 đi được quãng đường là bao nhiêu, người 2 đi được quãng đường là bao nhiêu. Giả sử từ vị trí A, người thứ nhất đi được đến B sau 20 phút, còn người thứ hai đi được đến C sau 20 phút. Vậy có nghĩa cái khoảng cách chúng ta cần tính chính là đoạn BC. Thì ta sẽ lấy, đây là S1 chẳng hạn. Đây là S1. Đây là V1 đi. V2 lớn hơn mà nên nó sẽ phải đi được nhiều hơn. Đây là S2. Thì BC của chúng ta sẽ bằng S2 trừ đi S1. Rồi, thì bước đầu tiên các bạn sẽ phải tính cho cô đó chính là quãng đường mà người thứ nhất đi được. Bước 1 nhá, ta sẽ tính quãng đường người thứ nhất đi được sẽ là đi được sau 20 phút. Thì S sẽ là bằng V nhân T1, đúng không ạ? V1 là bằng bao nhiêu? Chúng ta đã vừa tính 14,4
nhân với 20. Đây là 21 thì chúng ta sẽ đổi sang giờ đi. 20 chia 60 bằng 1/3 giờ. Để chia cho 3. km. Tiếp tục tính quãng đường người thứ 2 đi được sẽ là S2 bằng V2 nhân T2. Và bằng V2 là bao nhiêu ạ? Vừa tính được là bằng 16, nhân T2 là 1/3. 16 chia 3 5, số lẻ. Cô cứ viết là 16/3 nhé. Km. Vậy có nghĩa là khoảng cách của hai người, sẽ là delta S bằng S2 trừ S1 và bằng 16/3 trừ đi 4/8 và bằng 0,53, làm tròn km. Rồi, và cuối cùng các bạn sẽ kết luận cho cô, được chưa ạ? Và các bạn lưu ý cho cô, chúng ta chỉ có thể tính được cái khoảng cách của hai người này bằng việc là trừ quãng đường cho nhau. Trong cái trường hợp đó chính là hai người cùng xuất phát tại một điểm. Và cùng xuất phát tại một điểm, cùng đi vào một thời điểm, được chưa ạ? Thì lúc đó chúng ta mới thực hiện được cái việc là trừ hai khoảng cách. Còn nếu đối với những cái bài tập phức tạp hơn thì chúng ta còn phải sử dụng những cái biện pháp khác. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục chuyển sang câu số 3. Các em hãy quan sát cho cô câu số 3. Đề bài như sau: một vận động viên môn xe đạp đã chuyển động trên 3 quãng đường liên tiếp AB, BC và CD. Quãng đường AB dài 50 km trong 2 giờ 30 phút. Tức là người động viên này đã đi được quãng đường AB trong 2 giờ 30 phút. Thì cô sẽ gọi quãng đường AB là F1 đi. Bằng 50 km. T1 bằng 2 giờ 30 phút. Thì đây các bạn sẽ đổi luôn cho cô sang đơn vị là giờ nhé. Bằng 2,5 giờ. S2 là quãng đường BC dài 40 km. S2 bằng 40 km. T2 40 phút. 40 phút đổi sang giờ thì chúng ta sẽ chia cho 60, đúng không? Thì bằng 2/3 giờ. 40 phút đã, bằng 2/3 giờ. Và S3 là quãng đường CD dài 10 km, mất trong 1/4 giờ. Rồi, và đầu bài hỏi gì ạ? Đầu bài hỏi tính tốc trung bình trên mỗi quãng đường V trên mỗi quãng đường, tức là V1, V2 và V3. Còn ở ý B yêu cầu tính vận tốc trung bình trên cả cái quãng đường đi từ A đến D. Cô gọi là AD đi. Bằng bao nhiêu? Thì ở phần này chúng ta sẽ vận dụng những cái kiến thức liên quan đến tính vận tốc trung bình, đúng không ạ? Nhưng ý A thì đơn giản rồi. Bài làm ý A, đầu tiên ta sẽ tính vận tốc trên quãng đường AB là V1 bằng F1 chia cho T1 và bằng F1 là 50 chia cho T1 là 2,5. km/h. Ý B à. Tiếp theo ta phải tính vận tốc trên quãng đường BC. V2 bằng S2 chia T2 và bằng bao nhiêu ạ? S2 là 40 chia cho T2 là 2/3. 40 nhân 3. Đây là ra được 60 km/h.
theo tính vận tốc trên quãng đường CD là V3 bằng S3 chia T3 bằng S3 là 10, 40 thì sẽ là ra 40 đúng không ạ? 10 chia cho 1/4 ra được là 40 km/h. Rồi, ý A rất là đơn giản đúng không ạ? Thì ý B nó khác hơn một chút, người ta hỏi tính vận tốc trung bình trên cả cái quãng đường ABCD. Chúng ta có thể nhận xét là nếu ta xét trên cả quãng đường ABCD thì do vận tốc chuyển động của vận động viên đi xe đạp là không đều, đúng không ạ? Là đã thay đổi theo thời gian, nên đây chính là chuyển động không đều và chúng ta sẽ cần phải tính vận tốc trung bình. Dựa vào công thức là bằng tổng quãng đường đi được, thì tổng quãng đường đi được ở đây chính là S1 cộng S2 cộng S3 chia cho tổng thời gian T1 cộng T2 cộng T3. Được chưa? Mà các bạn lưu ý nhá, cô đã nhắc ở phần trước rồi là chúng ta sẽ không lấy giá trị trung bình cộng của các vận tốc này để tính vận tốc trung bình. Vận tốc trung bình trên cả quãng đường AB là V trung bình bằng S1 cộng S2 cộng S3 chia T1 cộng T2 cộng T3 và bằng S1 là 50 cộng 40 cộng 10 chia T1 là 2,5 cộng T2 là 2/3 và cộng 1/4 sẽ là bằng 29 km/h. Và cuối cùng thì các bạn sẽ kết luận cho cô. Thì khi chúng ta làm một bài toán vật lý bất kỳ thì chúng ta hãy nhớ là có đủ 3 phần: tóm tắt đầu bài, sử dụng những cái ký hiệu của các đại lượng để chúng ta mô tả lại bài toán, cũng như là chúng ta sẽ đổi đơn vị ngay ở phần tóm tắt. Bước thứ hai là chúng ta sẽ xem là ở bài này ta cần vận dụng cái kiến thức gì để có thể đưa ra lời giải cũng như là các phép tính để ra được đáp án. Và bước cuối cùng đó chính là kết luận. Thấy chưa? Đây chính là những cái bước để chúng ta có thể làm bài. Và ở bài số 3 này thì cô lưu ý là chính là chúng ta sẽ sử dụng những cái kiến thức liên quan đến tính vận tốc trung bình trên một quãng đường nào đó, đúng không ạ? Một quãng đường chuyển động không đều. Và bây giờ chúng ta cùng nhau chuyển tiếp sang bài tập số 4. Bài tập số 4 đo bài như sau: một xe chuyển động từ A về B, nửa quãng đường đầu vận tốc của xe là V1 bằng 40 km/h. Đối với bài số 4 này thì cô sẽ sử dụng đó chính là sơ đồ để chúng ta có thể dễ hình dung hơn. Chuyển động từ A về B, đúng không ạ? Trên nửa quãng đường đầu thì cô chia nửa cái quãng đường AB này ra, giả sử đến C chẳng hạn. Thì trên đoạn AC này, người này đi với vận tốc V1 bằng 40 km/h, đúng không ạ? Nửa quãng đường sau, vận tốc của xe là V2, V2 bằng 60 km/h. Và đầu bài hỏi tính vận tốc trung bình của xe trên cả quãng đường, tức là V trung bình trên cả quãng đường AC, AB là bao nhiêu? Được chưa? Thì để có thể làm được bài số 4 này thì chúng ta sẽ phân tích. Muốn tính được vận tốc trung bình trên cái quãng đường AB, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ cần phải là lấy tổng cái quãng đường đi được, đó chính là AB, chia cho tổng thời gian, tức là thời gian đi được đoạn AC này này, cô gọi là T1 đi, và thời gian đi đoạn CB là T2 cộng T2. Vậy làm thế nào để tính được T1? T1 thì chúng ta nhớ nhá, công thức tính vận tốc V bằng S chia T, thì T sẽ là bằng S chia V, đúng không ạ? Muốn tính T1 thì ta sẽ lấy S1 chia cho V1. Và muốn tính được T2, ta sẽ lấy S2 chia cho V2. Vậy S1 tính được không ạ? S1 chính là bằng một nửa đoạn
AB thì cô coi gọi đoạn AB là S đi. Thì S1 chính là bằng S trên 2. V1 biết rồi và S2 cũng là bằng S chia 2. Thì đây ta có thể là giải quyết được bài toán này hay không ạ? Có đúng không? Thì đầu tiên trước khi làm bài này chúng ta sẽ gọi quãng đường AB là S. Quãng đường đây chúng ta sẽ tính theo đơn vị là km, vì vận tốc đang sử dụng là có đơn vị là km trên giờ. Thì lúc đó nếu tính ra thời gian thì thời gian sẽ là đơn vị là gì các em? Chính là đơn vị là giờ. Thì suy ra thời gian đi nửa quãng đường đầu là, cái đoạn này là phân tích nhé, các bạn sẽ không cần phải điền vào vở đâu. Đi nửa quãng đường đầu là V1 bằng S1 chia cho V1. S1 là bằng một nửa của đoạn AB, tức là S chia cho 2 chia cho V1. V1 là bằng bao nhiêu ạ? Thôi ta cứ viết V1 đi. Tí ta sẽ thay số sau. Tiếp tục, thời gian đi nửa quãng đường sau T2 bằng S2 chia cho V2. S2 cũng là S chia cho 2 đúng không ạ? Nửa quãng đường chia cho V2 giờ. Vậy thì vận tốc trung bình, trung bình trên cả đoạn AB sẽ là V trung bình đây bằng quãng đường AB chúng ta đã gọi là S đúng không ạ, chia cho tổng thời gian là T1 cộng T2. Đến đây cô sẽ thay T1 bằng những cái giá trị mà chúng ta đã tìm được. T1 thì bằng S chia cho 2 lần V1 cộng với S chia 2 lần V2. Và đây chúng ta có thể thấy là chúng ta đã khử được S đi này. Khi cô cho S ra ngoài đúng không ạ, thì nó còn là 1 chia cho 1 phần 2V1 cộng với 1 phần 2 lần V2 hoặc là bằng 1 phần 2 ra ngoài này. 1 phần 2 ra ngoài cô sẽ đẩy lên trên tử thì là bằng 2 chia cho 1 trên V1 cộng 1 chia V2. Và đây chính là chúng ta đã ra được cái công thức tổng quát trong cái trường hợp là người ta cho biết được vận tốc đi trên nửa quãng đường đầu, vận tốc đi nửa quãng đường sau và hỏi vận tốc trung bình, đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta sẽ chỉ thay số thôi. 2 chia cho 1 chia V1 là 1 phần 40, cộng 1 chia V2 là 1 phần 60. Và các bạn sẽ sử dụng máy tính để bấm cho cô 1 chia 40, 2 chia đây ra được 48 km trên giờ. Và cuối cùng thì các em sẽ kết luận. Rồi, ở cái bài này thì chúng ta cũng vận dụng những cái kiến thức liên quan đến tính vận tốc trung bình. Thì các bạn lưu ý cho cô, nhiều bạn khi là làm ở câu 4 này thì các bạn nghĩ rất là đơn giản là các bạn sẽ chỉ là lấy vận tốc trung bình là lấy V1 cộng V2 rồi chia đôi, tức là tính trung bình cộng của vận tốc và gán nó là vận tốc trung bình. Như vậy là không chính xác. Cô cũng đã cảnh báo là chúng ta không được làm như vậy, mà ta phải áp dụng đúng vận tốc trung bình bằng tổng quãng đường đi được chia cho tổng thời gian mà vật đã đi quãng đường đó. Nếu cái đại lượng nào chúng ta chưa biết thì các bạn cứ gọi ẩn, và cuối cùng chúng ta vẫn có thể là rút về cái ẩn đó và ta khử đi được. Và trên đây thì cô đã hướng dẫn các em giải quyết một số bài tập liên quan đến chủ đề là vận tốc và vận tốc trung bình. Thì cô mong rằng với những cái chia sẻ của cô thì các bạn sẽ không còn bị nhầm lẫn trong việc là giải quyết những bài tập liên quan đến chủ đề này nữa. Và cô, sau khi chúng ta học về chủ đề này, cô có một số bài tập về nhà để các bạn có thể vận dụng những cái kiến thức trong bài học ngày hôm nay để giải quyết những bài tập về nhà đó. Và các bạn hãy cùng cô quan sát một số bài tập về nhà. Và đây chính là một số bài tập về nhà, hai bài.
mà cô muốn giao về cho các bạn ở chủ đề đó chính là vận tốc trung bình. Thì cô mong rằng sau khi cô đã hướng dẫn các em rất là chi tiết những cái dạng bài cơ bản xuất hiện với chủ đề trên thì các bạn có thể dễ dàng giải quyết được hai bài tập về nhà này. Thì có gì thì chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận tiếp hai bài tập về nhà này trong các video tiếp theo. Và bài giảng của cô đến đây là kết thúc. Cô xin hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những cái buổi chia sẻ về các kiến thức khác.